Tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, giảm bớt sự cồng kềnh của hệ thống hành chính cũng là nội dung được nêu ra trong cuộc họp trực tuyến ngày hôm nay. Tuy nhiên thực tế thì bộ máy này đã không thu hẹp lại mà còn phình ra thêm ở không ít địa phương và các bộ ngành. Thực tế này gây bức xúc cho dư luận và đặt ra câu hỏi phải có thêm những giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới. Không thể để một cơ quan có nhiều lãnh đạo như thế, 44 cán bộ nhân viên thì 40 đồng chí lãnh đạo hoặc có 100% là từ phó phòng trở lên. Như vậy cái biên chế như thế sẽ làm mất niềm tin của nhân dân. Không cần những người mà sáng mình vác ô đi, chiều vác ô về. Đấy, cái việc phục vụ cho người dân là cái vấn đề là quan trọng và bức thiết, người dân rất là bức xúc. Tôi cho rằng chỉ khi nào chúng ta coi việc tăng biên chế, phình bộ máy là một dạng tham nhũng, thì đến lúc đó chúng ta mới có đủ quyết tâm xử lý và thực hiện hiệu quả công cuộc này. Chúng ta phải sửa chữa ngôi nhà dột từ nóc. Dù phải lấy đá ghè chân chính mình, chúng ta cũng phải làm. Ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cử tri phần nào đã cho thấy bức xúc về sự cồng kềnh của bộ máy hành chính hiện nay. Nghị quyết Trung ương 6 đã đề ra mục tiêu giảm khoảng 130 đến 140.000 biên chế so với năm 2015. Nhưng biên chế không những không giảm mà còn tăng thêm gần 100.000 người. Điều này đang tạo thêm gánh nặng cho ngân sách. Hiện nay ấy, là 70% ngân sách nhà nước hàng năm là chi cho cái chi hoạt động thường xuyên cho cái bộ máy của nhà nước của chúng ta. Còn gọi 30% là chi cho đầu tư phát triển cũng như trả nợ. Rồi nó dẫn đến một cái sức nặng về ngân sách nữa nữa. Ví dụ như là tinh giảm các cái bộ phận ở trong các cơ quan bộ ngành ở các tỉnh thì phải làm ngay, tinh giảm số lượng cấp phó thì phải làm ngay. Đối với chính phủ cần phải sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, đặc biệt là giảm bớt cấp phó và các phụ viện. Trong vòng 5 năm tới, cần phải giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015, tương đương với 400.000 người. Để làm được điều đó, cần phải xây dựng các giải pháp mang tính đồng bộ và không thể thiếu sự quyết liệt trong triển khai.